Xin chào quý bà con và quý anh em nuôi tôm. Thì vừa qua rất nhiều bà con hỏi về Tuấn á, thì làm sao cái ao tôm của bà con á là bị mình đi giấc trưa á là nó nóng, nó gác nó chân, thì nước ở dưới tầng đáy nó nóng, cũng như là con tôm nó bị vàng mang hoặc cỏ rồi gạ hoặc năng nó đóng vàng rồi cái đáy nó bị vàng, thì nó do đâu và cái cách xử lý như thế nào? Tuấn đi rất là nhiều ao, Tuấn cũng thấy trường hợp như vậy. Thì cái nguyên nhân á là một có là do cái mình để nước cạn, nước nó cũng nóng, nó cũng phân tầng. Rồi cái thứ hai á, là phèn sắt nó cao. Thì thường mình chỉ đo pH thôi chứ mình không có đo phèn sắt. Bà con lưu ý là hai cái này là nó khác nhau. Do đó mình phải đo phèn sắt. Nếu mà phèn sắt nó cao á, thì nó sẽ bám vào chân mình, nó gác, bởi vậy mình cảm giác là nó nóng. Thì mình khi mình đo, nếu mà nó hơn mà 0.5 trở lên á, bắt đầu là nó sẽ đóng mang con tôm, giống như mình bị nghẹt mũi vậy đó. Thì khi đó là con tôm sẽ không ăn, sẽ chậm lớn, rồi có thể là nó giảm pH nữa. Thì nếu mà pH thấp á, mình đo thì mình đánh vôi để nâng lên. Còn nếu mà mình đo phèn sắt cao á, thì mình có thể mình đánh cái dơ bột để cho lắng xuống, rồi mình xử lý cái men ăn phèn để cho nó ăn hết cái lớp mà phèn đỏ bà con thấy á, nó đóng mang tôm hoặc đóng gà đó, hoặc đóng đáy đó. Thì khi đó đó thì nó từ từ nó sẽ hết, thì nước nó sẽ trong, nó đẹp lại. Chứ thôi là nó bị trong rồi nó gây màu không lên, rồi gây thế ăn tự nhiên không lên, làm tôm chậm lớn cũng như là tôm chết gãy gác nếu mà cái phèn nó nặng. Còn nếu mà nó bị phân tầng nước á, thì mình chỉ cần mình lấy, nếu mà có điều kiện bà con mình lấy cái vỏ mình chỉ chạy thôi cho nó trung hòa đều. Còn hai nữa là mình để cho nó thoáng gió, đừng có cây cối âm tùm thì gió nó sẽ mạnh, nó sẽ dao động thì nó sẽ chống phân tầng. Và nếu mà bà con có điều kiện hơn nữa thì bà con gắn cái máy tạo sóng mình chạy thì nó sẽ chống sự phân tầng nước. Rồi mình nếu mà phèn nó cao thì mình đánh mình cái men phèn để mình xử lý cho nó hiệu quả. Thì vừa qua thì rất là nhiều ao, thì Tuấn cùng một số anh em kỹ thuật ở vùng thì hỗ trợ bà con để giải quyết cái vấn đề mà cái ao nó bị nóng này rất là nhiều. Nếu mà bà con mà gặp khó khăn tương tự thì bà con liên hệ về thì Tuấn sẽ tư vấn hỗ trợ cho mình xử lý cho nó hiệu quả nhất. Xin cảm ơn, chúc quý bà con mình nuôi tôm được thuận lợi và thành công. Dù anh giờ đang gặp tình trạng này bà con, có phèn nè. Nó là nó vàng ơm ở dưới cái mặt đất luôn, như cái tình trạng như cái này rồi làm sao con tôm mà nó nằm dưới đây nó ở được sao bà con? Nằm được đâu. Không bao giờ nằm được. Rồi thêm gốc gạ của anh, cái kiểu mà anh phơi chưa tới rồi anh đốt phơi lem lem cái đầu, cái anh cho nước vô cái giờ nó lắng tụ xuống đáy này nha bà con, lắng tụ xuống đáy nó đen đen đáy này. Cái phần đen là xanh khí độc nha bà con, nhớ mùa mốt trước khi cải tạo vuông bà con cúc gạ dày nhánh nè, bà con đốt rồi không, bà con phải phơi cho nó lâu rồi bà con bơm nước vô xếp cho nó phân hủy gốc gạ ra bớt, rồi bắt đầu bà con tiến hành ngâm khoảng chừng 5-10 ngày bà con tháo nước ra giùm tôi cái, rồi bắt đầu mới tiến hành quánh vôi. Nó như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Còn này anh đưa nước vô anh làm luôn cái rồi bây giờ nó nắng tụ xuống. Giờ đưa nước vô làm luôn. Dạ bởi vậy. Đây nè. Sao phàn. Bây giờ bắt buộc là phải tháo nước ra, bắt đầu xử lý ngay từ lúc ban đầu lại, mà khó con cái là mình để cái thời gian nó lâu quá thì phàn bờ nó ra nè nghe bà con nè. Bây giờ nó lỡ cỡ hết trơn rồi. Bây giờ muốn làm thì cũng khó. Bắt đầu nếu mà giờ tiến hành cái vuông này mình làm mình cải tạo lại thì cũng mất một số thời gian. Một số thời gian đó thì trong vòng số thời gian đó thì bây giờ mà phèn bờ ở bên kia nó cao hơn, ép qua kìa. Thấy màn phèn không bà con? Thì ngay từ lúc đầu cải tạo thì bà con mong muốn lưu ý giùm tôi cái nha. Ở dưới này cái vuông này nó không có đen gì mấy nữa. Quá trời lọc xong. À thôi. Anh lặn luôn rồi bà con rồi nè. Đứng ngang cỏ luôn vậy luôn anh không? Nè, nó có một lớp cũng như là ấy còn nó trắng tư rồi. Anh nào biết cái lớp này là từ đâu không? Từ lớp, gốc lạ này nó trôi xuống. Rồi. Quỷ. Rồi bắt đầu anh cho nước vô. Thứ nhất là vấn đề là thúi ha. Và thứ hai nữa là phèn ha. À, thúi thì lớp thúi nó nằm ở dưới. Nè. Lớp thúi thì nằm dưới, còn phèn thì nằm trên. Ha. Vấn đề thứ ba là nó chở vào nước hoài luôn nha mọi người. Chở vào nước hoài luôn. Bây giờ ba vấn đề chính bây giờ. Cái vuông này bây giờ áp dụng cho ảnh bây giờ xử lý từng khâu nha bà con. Rồi có gì sau này rồi có khoảng tới 5-10 ngày nữa, tháng nữa có kết quả tôi quay lại tôi quay cho bà con coi.
Chào bà con, cái vùng cánh hồng bữa mình lên mình quay cái video mà bị phèn đó bà con. Bây giờ bữa nay mới có thử men ăn phèn mà giờ cũng mà nó tốt lại ha bà con. Cái video mà bữa hôm mình với anh Hồng đi lên cũng bốc coi phèn. Mới đặt có ăn thử men ăn phèn, bây giờ nước nó im lại ở trên đất ruộng trên nào. Tất thấy phèn ha bà con. Giờ tiến hành giờ cũng đem nước vô. Đưa nước vô. Màu nước xanh. Nó chuyển màu lại ha bà con. Rất là hiệu quả. Giờ vô bên đây qua kiểm tra tôm. Bên đây cũng gặp vấn đề phèn luôn. Tôm đây nó cũng lọt vào sai có khoảng cỡ 60-70 con ký. Bây giờ nó có vấn đề nó cũng bị phèn. Hay phèn. Phèn nó cũng ảnh hưởng đến tôm. Nó khó lọc vỏ. Nó bó cái vỏ tôm lại nó không có lọc được. Nó khó lọc vỏ. Có thể nếu mà trường hợp nặng là nó dẫn mang con tôm luôn các bạn. Dẫn mang con tôm. Phần chân nè, dấu hiệu rõ của phèn, phần chân nó đóng hơi vàng hơi ha bà con, cái chân nó vàng. Là cái vùng này anh Hồng nói là khi mà trước khi mà liên hệ với bên chỗ tôi, anh Hồng nói cái vùng này xử lý là cũng khoảng 2 hecta nha, vùng 2 hecta mà anh xử lý 100 ngoài triệu mà không có hiệu quả luôn nha bà con, không có hiệu quả luôn. Là chủ vườn. Bữa hổm quay cái video đây em đi với ảnh. Anh Hồng ơi, rồi cái anh tạ cái cử men ăn phèn cái cử đầu tiên rồi, bây giờ mình thấy nó hiệu quả sao anh Hồng? Thấy nước bữa nay nó đẹp lắm rồi. Đẹp lắm hết nè. Ngon thịt lợi rồi, tôi chứ lúc trước là xử quá tốn tiền luôn mà nó không có hiệu quả cái gì chứ. Dạ. Ra ôn gì chứ, người này mỗi người chỉ mỗi cách khác để làm theo người ta. Không có kết quả ha? Không có kết quả. Trong ngoài chịu hả? Xử lý trong ngoài chịu mà chưa có gì kết quả chứ hả anh Hồng? Ảnh xử lý trong ngoài chịu mà không có hiệu quả, rồi liên hệ với bên công ty. Rồi bữa nay đợt hổm tôi lên hỗ trợ ảnh đưa cái men ăn phèn cho ảnh quánh cái cử đầu tiên nha bà con, mà giờ nó đã có kết quả nha bà con, nó hiệu quả rồi. Mà ảnh còn một cử men thứ hai nữa nha bà con. Chắc tối anh đi gọi đèn coi tôm cù mình còn nhiều không nào, cũng còn nhiều lắm ha, nó bữa nay mà lớn anh Hồng ha. Ba lớn này hả? Ấy đi rồi có gì nếu mà em coi con tôm anh rồi em điều chỉnh lại cũng như cái lượng men đồ này kia cho nó con tôm anh nó thuận lợi để nó lớn. Rồi quay lại mình xử lý cái đáy dơi đáy thúi của anh luôn ha. Hổm hai anh em tiến hành móc sình lên nó đen rồi nó sinh khí độc. Xử lý men ăn cho anh xong rồi quay lại xử lý đáy, rồi quay lại quánh men mồi xuống cho ảnh luôn ha bà con. Nguyên cái nè anh Hồng à, anh nhìn kỹ hả, anh sử dụng cái men sản phẩm men phèn rồi giờ anh thấy con tôm của anh nó khác hơn bên tôm kia. Hồi nãy con tôm của cô là cái chân này nó đóng vàng ha, cái mang vàng, rồi bây giờ con tôm của anh không có ha anh Hồng ha.